Xin chào anh em, hôm nay mình có một trận banh lúc 3 giờ chiều nắng chói chang luôn. Và đối thủ là các bạn U19 của Học viện Lyon nha. Các bạn U19 này cũng là các bạn học trò của Chiến Toàn chủ sân từ lúc 13-14 tuổi. Anh em cùng xem trận đấu này sẽ như thế nào nha. Nghe nói là U19 Lyon chắc sẽ có vài bạn bên đó và phụ nữa. Vẫn băng gói như thường. Chết tôi. Hình như ví để trong cốp xe đúng không ta? Nay mang đôi rì đi to 20 là lờ. Đôi này lâu rồi không mang. Cảm thấy nó hơi bó. Hậu quả của việc mang đôi này thì tập sau anh em sẽ rõ nhé. Đợt mình bị đau ngón chân cái nó sưng nhiều quá thì đôi này nó khá ôm hai bên, thì bị đau thì sưng ra, ở đây riết nó chật, bên đây thì đỡ hơn, đây thì cảm thấy hơi hơi chật, đây bó và riết sợ mốt đau lại. Chân mình là phơm bè nên thật ra mang đôi này là không tốt cho lắm. Anh em nào muốn mua dép phơm bè thì có thể xem dưới phần mô tả, mình để một cái link anh em có thể vào để mua nhé. Cũng thấy hơi căng căng, chắc đá xong trận này đôi này kết hợp luôn quá. Không biết hôm nay có bị ăn hành không đây. Và chính xác là bị ăn hành nha anh em. Ui cha. Trong pha bóng này thì đường chuyền có vẻ hơi non, chắc là tại vì gió thổi ngược. Kèm theo đó số 31 bắt bài rất tốt và cú dứt điểm thì khỏi chê. Thuận chân vô tay. Toàn đưa đưa dọc biên. Rồi đứng trong. Đấy luôn. Vậy, ok. Cái gì? Ừ. Đây. Trên sân có rác. Nhặt rác. Tốt luôn. Ném ra ngoài xong rồi đá tiếp. Phải ba. Nghe. Tài ơi. Nhập biên. Nhập biên. Đó, bỏ vô. Gì? Tao rồi.
Ơi, ơi, ơi. Hay chà, đây là một pha bóng bất cẩn của cầu thủ mang áo số 5, đánh mất bóng ngay một vị trí rất nguy hiểm và cầu thủ số 8 áo đỏ không thể nào bỏ lỡ một cơ hội ngon như thế này. Đây. Không đánh đầu được, kệ thôi. Đây. Trong bóng đá, người ta nói là lên công về thủ. Nhưng trong trường hợp này thì mình thấy đó là lên công về thở. Mất banh kiểu này thì Sergio Ramos cũng không cứu được. Thôi.
Một pha tạt bóng đánh đầu ghi bàn rất là dễ dàng. Lúc nãy thì đội mình cũng có một pha đánh đầu như thế này, chắc có lẽ do hai bên đều không có keeper. Đây. Ủa, thấy nãy em tưởng nãy giờ em chụp gôn chứ. Wow, xin lỗi á. Ủa dạ. Sao? Hay dữ trời. Cái lòng ngon quá. Yeah. Anh nó khỏe quá vậy. Chạy hoài luôn. Má. Dạ. Dạ 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 đây 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 đây. Ôi trời. Hai anh em xin đôi phối hợp. Hay dữ. Ok, kết thúc trận đấu này mình còn đá tiếp 2 trận sân 5 nữa. Anh em cùng chờ xem trong tập tiếp theo nha. Còn hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Anh em thấy U19 đá hay thì like, đăng ký kênh nhé. Mình là Phạm Trọng Thi. Xin chào, gặp lại. Bye bye.